Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản các tính năng cần thiết trên thiết bị router MIPU dòng MP series để người dùng trong mạng LAN có thể truy cập được ra ngoài Internet. Tất cả các dòng router MIPU đều có chung cách cấu hình, do vậy các bạn có thể áp dụng với tất cả các mã router như các dòng MP1800X, MP1900X, MP2900X hay MP3900X hoặc cả các dòng NSR router. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn chưa có kinh nghiệm cũng có thể cấu hình được. Tất cả các mã router của MIPU đều sẽ không có địa chỉ IP và tài khoản mặc định. Do vậy thì các bạn cần phải có dây console thì mới có thể cấu hình được. Dây console này thì các bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ về network. Có nhiều loại dây console. Nếu các bạn có một sợi đầu RS232, một đầu RJ45 thì các bạn sẽ cần mua thêm đầu chuyển từ RS232 sang USB như này. Do hiện nay thì các máy tính không còn cổng RS232 này mà chúng ta sẽ phải chuyển đổi sang USB để kết nối với máy tính. Các bạn nên tìm mua loại các console một đầu USB, một đầu RJ45 như sợi này thì sẽ tiện hơn. Các router MIPU đều có cổng console RJ45 chuyên dụng, phía trên sẽ có ghi rõ chữ console. Đầu RJ45 của các console các bạn sẽ kết nối với cổng này, còn đầu USB thì sẽ kết nối với máy tính. Sau khi kết nối cáp thì các bạn vào Computer Manager trên máy tính. Vào Device Manager, tìm phần Port Command LPT. Nếu các console kết nối OK thì các bạn sẽ thấy có một cổng COM ở đây. Tuy nhiên, nếu có nhiều cổng COM khác nhau thì các bạn cần phải xác định đúng cổng COM dùng cho dây console. Các bạn có thể rút dây console ra và cắm lại để xác định. Cổng nào mất đi thì chính là cổng đó. Như của mình là cổng COM 3. Nếu không thấy cổng COM ở đây thì nghĩa là máy tính chưa nhận cáp console, cáp bị hỏng hoặc chưa có driver. Trong trường hợp chưa có driver thì trên máy tính sẽ hiển thị một hardware là hỏi chấm cho cổng serial. Các bạn tìm xem cáp của mình đang sử dụng chip sử dụng cho cáp console là gì và tìm driver tương ứng. Mình thì hay dùng hai loại driver là CH341 hoặc PL2303. Các bạn có thể tìm kiếm theo cụm từ này và download về để thử. Trong trường hợp mà không nhận cổng COM thì các bạn kiểm tra lại các console hoặc cổng USB thôi. Vì các console các bạn chỉ cần kết nối đầu USB với máy tính, không cần cắm đầu RJ45 vào switch là trên máy tính đã nhận cổng COM rồi, nên sẽ không liên quan gì tới switch. Sau khi xác định cổng COM thì các bạn sẽ dùng các phần mềm như là PuTTY, Mobile Xterm, CQCRT, v.v. để truy cập vào CLI của switch. Các bạn có thể download phần mềm PuTTY về. Phần mềm này thì khá là nhẹ và miễn phí nên là các bạn có thể dùng được luôn. Các bạn có thể search PuTTY trên Google rồi tải về để cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm PuTTY lên. Connection type các bạn chọn serial. Sau đó nhập cổng COM mà máy tính đã nhận cho cáp console. Của mình đang nhận là COM 3. Speed của dòng router MIPU là 9600, các bạn để mặc định, sau đó thì nhấn Open. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào CLI của router. Mình sẽ sử dụng một mô hình đơn giản mà chúng ta thường triển khai cho các hệ thống mạng để hướng dẫn. Mô hình của mình gồm một router MIPU kết nối ra Internet. Đường Internet của nhà mạng mình sẽ kết nối vào cổng G0 và quay PPPoE trên cổng này. Các bạn lưu ý để quay PPPoE được trên router thì các bạn sẽ phải brick modem nhà mạng trước và phải có tài khoản PPPoE. Mỗi dòng modem sẽ có cách brick khác nhau. Các bạn có thể tìm kiếm trên Google cách brick modem cộng với mã modem đó là sẽ có hướng dẫn. Hoặc đơn giản nhất thì các bạn có thể gọi lên tổng đài hỗ trợ của nhà mạng để nhờ họ brick cho. Tài khoản PPPoE thì các bạn có thể gọi lên tổng đài để nhờ họ cung cấp. Cổng G1 sẽ kết nối xuống mạng LAN bên dưới. Mạng LAN sẽ có hai VLAN khác nhau cho người dùng nội bộ và camera.
Trong mô hình này thì router sẽ đóng vai trò làm gateway và cấp DHCP cho mạng LAN. Khi đó thì các link kết nối từ router xuống switch core và giữa các switch sẽ là link trunking. Với mô hình này thì trên router MIPU chúng ta sẽ cần phải cấu hình các tính năng sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cấu hình tài khoản quản trị, bật các tính năng Telnet, SSH, giao diện web để chúng ta có thể truy cập được router từ xa, không cần phải sử dụng dây console nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cấu hình quay PPPoE trên cổng G0 để kết nối với Internet. Cổng G1 nối xuống LAN, bao gồm hai VLAN nên chúng ta sẽ cấu hình hai sub interface để làm gateway cho hai VLAN này. Nếu có nhiều VLAN hơn thì các bạn chỉ cần tạo thêm sub interface cho VLAN đó là được. Còn nếu chỉ có một VLAN thì các bạn không cần tạo sub interface, chỉ cần cấu hình IP trên cổng G1 và cấu hình cổng này là NAT inside là được. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cấu hình Access List, NAT Overload và Default Route để mạng LAN có thể truy cập được Internet. Cuối cùng là cấu hình DHCP Server để cấp IP cho người dùng trong hai VLAN. Cách cấu hình router MIPU tương tự như router Cisco, nên nếu các bạn đã từng làm Cisco hoặc đã học CCNA thì nó cũng tương đối đơn giản thôi. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết từng bước cấu hình. Trong giao diện CLI thì các bạn vào mode exec bằng lệnh enable. Vào mode config global bằng lệnh config terminal. Hostname thì là tùy chọn thôi, các bạn có thể cấu hình để phân biệt với các router khác. Các bạn cấu hình bằng lệnh hostname, sau đó là tên mới của router. Tạo tài khoản bằng lệnh local user, sau đó là tên user muốn tạo. Phân loại user bằng tùy chọn class. Sẽ có hai class, manager là tài khoản có full quyền trên router, còn network thì chủ yếu là cho các tài khoản monitor. Các bạn cần tạo tài khoản manager trước. Đặt password cho user bằng lệnh password 0. Sau đó là mật khẩu cho user này. Cấp full quyền cho tài khoản này bằng lệnh privilege 15. Cho phép user truy cập vào các dịch vụ của router bằng lệnh service type. Sau đó lựa chọn các dịch vụ mà user này được phép truy cập. Nếu các bạn cấu hình service type là SSH và Telnet thì user này chỉ có thể truy cập vào switch qua SSH và Telnet chứ không truy cập được vào giao diện web. Các bạn cấu hình tùy phần quyền của mình. Exit để quay lại mode config global. Để có thể truy cập qua Telnet và SSH thì các bạn cần tạo thêm enable password. Các bạn cấu hình bằng lệnh enable password 0. Sau đó là mật khẩu. Sau khi cấu hình xong lệnh này thì các bạn gõ lệnh enable để truy cập vào mode exec. Các bạn sẽ cần phải nhập thêm mật khẩu này. Bật dịch vụ SSH bằng lệnh IP SSH server. Tạo key cho SSH bằng lệnh crypto key generate RSA. Để sử dụng SSH version 2 thì các bạn sẽ cần tạo key với độ dài 2048. Bật dịch vụ Telnet bằng lệnh Telnet server enable. Bật dịch vụ web bằng lệnh IP HTTP Secure Server. Chọn Yes. Để truy cập qua Telnet và SSH thì các bạn sẽ cần cấu hình thêm các cổng VTI bằng lệnh line VTI 04. Cấu hình đăng nhập qua tài khoản local vừa tạo bằng lệnh login AAA. Cho phép cả Telnet và SSH bằng lệnh protocol input all. Để cấu hình quay PPPoE trên router thì chúng ta sẽ cần phải tạo một cổng dial và gắn cổng này với cổng G0 mà chúng ta đang kết nối đến modem nhà mạng. Phần cấu hình khá dài nên mình sẽ không giải thích chi tiết từng lệnh. Các bạn chỉ cần cấu hình các câu lệnh này là được. Chúng ta chỉ cần chú ý một số câu lệnh.
Chúng ta sẽ khai báo tài khoản PPPoE bằng lệnh 3 câu lệnh này. Đây là tài khoản PPPoE. Còn đây là mật khẩu. Thông thường thì các đường FTTH đều sử dụng giao thức PAP để xác thực, nên các bạn chỉ cần câu lệnh này là đủ. Tuy nhiên, nếu đường mạng sử dụng CHAP thì các bạn sẽ khai báo tài khoản bằng hai câu lệnh phía trên. Các bạn cấu hình cả ba câu lệnh cũng không sao. Cổng này là cổng kết nối ra Internet nên các bạn sẽ cần khai báo cổng là cổng outside. Chúng ta sẽ gán cổng dial-0 này vào cổng G0 bằng tùy chọn dial-pool. Do vậy, dial-pool này trên cổng dial-0 và G0 phải giống nhau. Các bạn lưu ý nhé. Mình sẽ cấu hình theo các câu lệnh này. Sau khi cấu hình xong thì các bạn chờ một lúc, nếu có thông báo cổng Virtual Access Up là các bạn đã quay PPPoE thành công. Các bạn có thể sử dụng lệnh Show IP Interface Bridge để kiểm tra IP WAN. Router nhận được IP WAN là OK. Tiếp theo thì mình sẽ cấu hình hai sub interface cho hai VLAN. Các bạn tạo sub interface cho VLAN 10 bằng lệnh interface G1.10. Tác cổng này với VLAN ID 10 bằng lệnh encapsulation.1q10. Sau đó cấu hình IP cho cổng này. IP này sẽ là IP gateway của VLAN 10. Các cổng nối xuống LAN thì các bạn sẽ cần cấu hình cổng này là cổng inside bằng lệnh IP NAT inside. Do DHCP mình cấu hình trên router nên các bạn sẽ cần phải bật DHCP server trên cổng này bằng lệnh IP DHCP server. Tương tự với VLAN 20 sẽ là interface G1.20. Để mạng LAN có thể ra được Internet thì các bạn sẽ cần tạo một Access List. Gán Access List này vào NAT và một Default Route trỏ ra cổng Dial-0. Access List thì mình sẽ tạo Access List 10 Permit Any. Bật NAT Overload bằng lệnh IP NAT Inside Source List 10. 10 ở đây là Access List mà các bạn đã tạo ở bước trước. Interface Dial-0 Overload. Cấu hình Default Route bằng lệnh IP Route 0.0.0.0.0.0.0.0 Dial-0. Cuối cùng, chúng ta sẽ cần cấu hình hai DHCP pool để cấp IP cho người dùng trong hai VLAN. Các bạn tạo pool bằng lệnh IP DHCP pool. Sau đó là tên, mình sẽ đặt là VLAN 10. Cấu hình giải IP sẽ cấp qua DHCP bằng lệnh Race. Sau đó là IP bắt đầu và IP kết thúc của giải. Ví dụ, mình sẽ cấp từ 192.168.10.10 đến 192.168.10.254. Phía sau là Subnet Mask.
Các bạn có thể tạo nhiều range khác nhau nếu như có một range IP mà các bạn muốn sử dụng để cấu hình tĩnh ở giữa. Cấu hình gateway bằng lệnh default router, sau đó là IP gateway của VLAN 10. Trong mô hình của mình là 192.168.10.1 trên subinterface G0.10. Cấu hình DNS cho người dùng bằng lệnh DNS server, mình sẽ sử dụng DNS của Google là 8.8.8.8 và 8.8.4.4. Tương tự với VLAN 20. Như vậy là chúng ta đã cấu hình đầy đủ tính năng trên router để hai VLAN bên dưới có thể hoạt động được. Mình sẽ cắm thử máy tính vào cổng access VLAN 10. Máy tính của mình đã nhận được IP và đã có mạng bình thường. Mình sẽ cắm thử sang cổng Access VLAN 20. Máy tính cũng đã nhận IP thuộc VLAN 20 và có thể truy cập được Internet. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình các tính năng cần thiết trên router MIPU để người dùng trong mạng LAN có thể truy cập được Internet. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.